ba la mật đa này thiện hiện chúng sanh trụ bồ tát thừa này vì chẳng biết tướng của bờ bên này bờ bên kia nên chẳng thể nhiếp thọ bố thí ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ phương tiện thiện xảo chẳng thể nhiếp thọ pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể nhiếp thọ chân như, chẳng thể nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nhiếp thọ thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nhiếp thọ bốn tịnh lự chẳng thể nhiếp thọ bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nhiếp thọ tám giải thoát chẳng thể nhiếp thọ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng thể nhiếp thọ bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát không chẳng thể nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nhiếp thọ mười địa bồ tát chẳng thể nhiếp thọ năm loại mắt chẳng thể nhiếp thọ sáu phép thần thông chẳng thể nhiếp thọ mười lực phật chẳng thể nhiếp thọ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chẳng thể nhiếp thọ pháp không quên mất chẳng thể nhiếp thọ tánh luôn luôn xả chẳng thể nhiếp thọ trí nhất thiết chẳng thể nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni, chẳng thể nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng thể nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng thể nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, do nhân duyên ấy, nên chúng sanh trụ Bồ Tát Thừa này rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện cũng như vậy các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thường do chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo nên thối đọa vào địa vị thanh văn và độc giác chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột